Ngày 17 tháng 8, huyện Nghi Xuân tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 5 tại trường tiểu học Xuân Giang. Đợt này, huyện Nghi Xuân sẽ tiến hành tiêm hơn 1.000 liều vaccine phòng COVID-19, gồm hai loại vaccine Pfizer và AstraZeneca. Các đối tượng được tiêm chủng đợt này là cán bộ giáo viên, nhân viên làm việc ở các cơ sở y tế trong thời kỳ cho con bú, nhân viên các cây xăng, các hộ tiểu thương kinh doanh hàng tạp hóa trên địa bàn. Để đáp ứng tốt yêu cầu phòng dịch, ngoài thực hiện 5K, Nghi Xuân đã bố trí lịch theo giờ, sắp xếp điểm tiêm chủng, tránh tập trung đông người. Dự kiến đợt tiêm này sẽ kết thúc trong ngày 17 tháng 8. Được biết, trong 4 đợt tiêm trước, Nghi Xuân có 4.663 người hoàn thành mũi tiêm thứ nhất, 549 người được tiêm đủ 2 mũi.